Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên Minh Confession. Một tuần trôi qua nhanh thật đấy phải không các bạn? Chúc các bạn có một ngày thứ hai đầu tuần nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng nhé. Giờ thì cùng mình điểm qua xem ngày thi đấu hôm qua cái gì hot nhé. Khu vực VCS thi nhau đọ kỹ năng, Team Flash khiến Persani Spark ôm hận. Khu vực LCK hủy diệt tân binh Dynamis, Dragonis cũng cố ngôi vị đầu bảng. Và cuối cùng là khu vực LPL, kinh nghiệm lên tiếng, Top Spark hạ gục các học trò của Koma, VCK mình. Thi đấu bạc nhược, Phượng Hoàng Lửa Fun Plus Phoenix bị Trinh Đông Gaming dội gáo nước lạnh. Vẫn là mình Trang B đây ạ. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong bản tin giải đấu số 70 ngày hôm nay đấy. Giờ thì cũng bắt đầu thôi nào. Thi nhau đọ kỹ năng, Team Flash khiến Persani Spark ôm hận. Tiếp đó, một Team Flash đang trở lại vô cùng mạnh mẽ cho việc bảo vệ ngôi vương. Liệu Persani Spark có thể tạo được bất ngờ giống như cách họ đã từng làm ở những vòng thi đấu đầu tiên? Kỹ năng cá nhân đã sớm giúp cho Team Flash có được những lợi thế đầu trận với những điểm hạ gục. Và với đẳng cấp của một nhà vô địch, Team Flash đã làm quá tốt việc tối ưu hóa những lợi thế đó. Và cây tì thì trước đẹp lắm rồi, và tì gồm cực kỳ đẹp, tiếp tục là bồi thêm cuối sáng. Quá nhiều, Persani Spark đang dần tan vỡ, họ mất đi hai người. Liên tục ép cho Persani vào các pha giao tranh, không quá khó để cho Flash tiếp tục lấy thêm về những lợi thế khi họ hơn đồ và nhỉnh hơn về kỹ năng cá nhân. Dù đã cố gắng, nhưng sức mạnh của phía Flash là quá vượt trội, cộng hưởng với hỏa long hồn, đội hình của Flash như hổ mọc thêm cánh. Không có bất kỳ một kẽ hở nào để cho Persani khai thác, Flash có được chiến thắng ván 1 vô cùng gọn ghẽ và xuất sắc. Giao tranh đổi mạng là không sai, nhưng cái sai mà Flash gặp phải là để cho con Volibear trong tay của YT quá xanh trong ván thi đấu thứ hai. Dịch chuyển quay người trở lại luôn, bởi vì đang có Eagle cũng như là KT tới và Yoshino không còn chiêu cuối nữa, nên nhớ như vậy. Eagle tốc biến để làm tốc thoát ra khỏi pha làm trái, nhưng ta vẫn bị truy đuổi theo bởi Eagle. Bên này thì Yoshino đánh nhau không là với YT, mà là người phải bỏ chạy. Và cuối cùng thì Eagle cũng đã bị hạ gục, Glory tới. Nhưng đó điểm hạ gục dành cho YT sau pha solo cứu thành công cho Yoshino. Và KT thì cũng đang phải tìm đường lui. Glory còn rất nhiều công cụ để truy đuổi, KT dùng chiêu cuối và ta tạm thời thoát đi được. Toàn bộ những điểm hạ gục đầu trận đều rơi vào con gấu chiến này. Sự có mặt của YT giống như là một mầm bệnh mà không một ai trong Flash muốn lại gần. Tốc pha, nhưng Eagle vẫn có khả năng hồi phục lại, và đó là tình huống ném lao cuối cùng rất điểm của Eagle. Nhưng Mikuro bị tình huống bắn sniper khá tốt. Glory lao lên đây được rồi. Trong đó có Zeder, Palette bị đánh của double kill dành cho YT. KT không còn tốc biến, ta bị truy đuổi và bất tát của chủ quyền trượng lên. Không đủ. Và đó là hình thứ 13 dành cho Persani Spark. Sức mạnh đã là quá khác biệt. Một mình con gấu điên YT dẫn đầu cuộc tấn công và sang phẳng nhà của Flash. Persani buộc Flash phải bước vào ván 3 quyết định. Để lao lên trước cuối, vòng xoay không gian được mở ra. Đây là pha cuối cùng và Team Flash có thể làm được. Palette lao vào, không giữ chân được ai cả. Mikuro bắn thoải mái từ đằng sau. Cả Glory cũng như vậy. Eagle bị xỉa cho tới chết. Vành ta lùi về được hồi máu nhưng cũng thể thoát được. Đó là kill dành cho Glory. Yoshino bấm cho mình đồng hồ ở ngay trên chân bệ đá cổ, nhưng ta cũng sẽ phải lên bàn số để hủy gục thứ tư dành cho vị trí Mikuro và chiến thắng trong ván 1 thuộc về, xin lỗi, chiến thắng trong ván thi đấu thứ 2 thuộc về Persani, qua đó cân bằng tỷ số 1 đều trong trận đấu BO3 này. Nếu như ván thi đấu thứ 2 là một sự bùng nổ cá nhân của YT, thì bông hoa nở muộn Yoshino đã đáp trả một cách dứt khoát trong ván thi đấu quyết định. Anh ta gần như có mặt trong mọi điểm nóng trên bản đồ, gây một sức ép lớn vào đội hình của Persani khi phải liên tục canh chừng một con Camille vô cùng xanh xao. Thần cá sấu anh ta chỉ là một chú cá sấu bình thường mà thôi, và không thể nào làm được tí pha e tốc biến đến từ Yoshino. Dứt điểm thành công Lisa, còn lại duy nhất một mình Mikuro. Baron hay không? Không, Yoshino vừa mới đá vừa móc mọi người Mikuro. Mikuro không còn mana nữa, anh ta chỉ có thể quy được phát này nữa mà thôi. Có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất ván đấu sẽ không thể tuột khỏi tay của Yoshino khi anh ta vừa chấp trụ và vừa tiến YT và Glory dắt tay nhau lên bảng đếm số. Glory không thể nào sống được quá lâu sau hai cú đá đến từ Yoshino. Và khi YT đã thua hai cấp độ rồi thì đừng nói chất tướng thua, đối phương có chất tướng. Không còn bất kỳ một cơ hội nào, Persani bất lực trong việc hạ bệ nhà vô địch trước sự ngạo nghễ của con quái vật Yoshino. Anh ta gần như trắng cây và cú kèo án tử rất tốt, nhắm vào Eagle. Eagle cực kỳ trâu nhưng cuối cùng nên là phải nằm xuống. Glory dùng chiêu cuối lao ra nhưng không hất tung được ai cả. 1-1 dành cho cái bên mà thôi, không chính xác là 1-0. Nhưng Yoshino mạnh quá và ngay lập tức lấy đi gần như là toàn bộ cây máu của Glory. Tiếp tục tràn vào phần còn lại của Team Flash, đơn giản là bắn nhà mà thôi. Nhưng đây đơn là bắn nhà, Yoshino hóa vàng. YT cũng tương tự như vậy, không có còn bảo vệ nhà chính nào nữa. KT đã hạ gục được vị trí của Glory và chiến thắng dành cho Team Flash. Hủy diệt tân binh Dynamis, Dragonis cũng cố ngôi vị đầu bảng.
phải đối mặt với một Jarenis đang có phong độ cực kỳ tốt tại giải mùa hè năm nay. Nhưng tân binh Dynamics chơi vô cùng tự tin và thậm chí họ đã không cho Durant chơi ở những phút đầu trận đấu. Nhưng đổi lại, họ lại để cho con Echo trong tay của Pajic tung hoành. Không một ai trong đội hình của Dynamics chịu được một combo của con Echo đi rừng và lên phép này. As in comes a huge true shot barrage from the bottom side, as is beyond even gonna die. Finally he will. Depp now putting in huge amounts of damage onto Kuzon. Khi họ nhận ra thì mọi chuyện dường như đã quá muộn. Anh ta làm gỡ đội hình của Dynamics trong tình huống giao tranh đường trên. Underneath the turret, Doran has to flash just to get away from the last auto, and Rich is like, man, I can't carry this alone, guys. Yeah, yo, bro. There is top lane. Yeah, let's see what he does here. I mean, do they have any anti-healing? I don't really see it. And, okay, they're just going to take away Trundle. And now maybe they can take away Rich. Maybe now is the time that they finally kill the Aatrox. Oh, it is so difficult, though. It's taken forever as they finally kill him. Và sau đó cũng chính Echo của anh chàng này đã trừng phạt tình huống cố đấm ăn xua của Dynamics, được tăng tốc độ và đuổi theo có được 3 mạng kém may mắn của Dynamics khi họ là những con cừu chậm chân hơn. Dynamics thoải mái có được con Baron. Get up here in this game. Maybe Kyria. Is he perfect? He played perfectly. Và dù đã rất cố gắng, nhưng Doran đã trả lại toàn bộ những gì mà anh ta phải hứng chịu đầu trận với tình huống Quarter Kill. Jarenis nhẹ nhàng vươn lên dẫn trước 1-0. So fast with the Yumi on his back. Who cares about the mana? As, what are you gonna do when there's a crab rape going on? Quadra kill for Doran, as it is now 20-7. And I think they might... Old Ted, top difference indeed. Yeah, well, they're gonna look for another kill here. And they will get it right before the next. Kịch bản ván thi đấu thứ hai còn bi thương hơn đối với Dynamics. Họ liên tiếp bị Dragonist chơi trên đầu trên cổ. Chỉ mới phút thứ 17 mà những chú rồng xanh đã tạo lên được khoảng cách tới 10.000 tiền. Toby is just popping off so hard in this game. Are they looking for end with this Herald? I think they might try to end with the Herald. Look at the Bumblebee. Poor Rich. He's like, oh, I just... this set is gonna throw out the Bumblebee. Sự vượt trội đã là quá lớn, không một cách nào để cho Dynamics có được hy vọng lật ngược trừ khi Dynamics out game. Có lẽ điều thành công nhất của Dynamics là lấy được một mạng hạ gục của Pyrrhic trong giai đoạn đi đường. Một sự hủy diệt tuyệt đối đến từ Dynamics khẳng định cho ngôi vị đầu bảng. Absolutely. And well, here we go. We're diving on in. The turret's no longer available as Chovy, he is going to look desperately to sweep up somebody, but they're all dead already. And Kuzon is going to survive and actually pick up a kill onto Doran and onto Pyoshik. Who else? Kyria, are you next? He's right on the edge. They're just taunting them right now. Kinh nghiệm lên tiếng, Top Esports hạ gục VC Gaming. Có vẻ như bị ngán chân cách đây ít ngày và bị mất chuỗi thắng vô cùng ấn tượng, Top Esports đã trút cơn thịnh nộ lên đầu của VC Gaming. Sự áp đảo được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Nạn nhân VC Gaming không biết làm gì hơn ngoài chạy theo và chống chịu sự giận dữ của Top Esports, liên tục bị gây sức ép ngay từ những phút đầu. Đội hình của VC Gaming hoàn toàn không có một sự kết hợp ăn ý nào mà để cho Top Esports chia rẽ và tiêu diệt. Có được linh hồn sóng đất và pha giao tranh thắng lợi mà 5 người của VC Gaming phải bỏ mạng. This one, but it's going to be the dragon just being taken down before the fight even starts with a soul there. Jakulov so confident to step forward. In goes the bear and down goes Vici. It's over before it ever begun. And Zika goes to the cannon barrage. There's one last kill for now. Top Esports sau đó cũng nhanh chóng lấy đi luôn con Baron để tiến vào kết thúc một trận quá áp đảo. Desperately trying to get out. The bomb just not doing enough at this point. That's both carries gone. Now Hung gonna get chased down as well. Top Esports are back on top once more. They are firing on all. Top Esports, my lord. This is a dominant game one against VG Gaming. I thought I might have been able to see my first TF pentakill, but not today. Top Esports will still take down VG. Diễn biến ván đấu thứ hai cũng không quá khác biệt nhiều, khi Top Esports vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình. Có thời điểm mà Top Esports đã dẫn trước VC Gaming đến 5 cái trụ, và cũng nhanh chóng bào đi toàn bộ dàn trụ ngoài của VC Gaming. Tưởng chừng như Top Esports sẽ nhanh chóng kết thúc ván 2 với những lợi thế đó, nhưng VC Gaming đã bùng lên vô cùng mạnh mẽ. Yanja, in fact, someone else, he pulls in. Jakula flashes over the wall to safety, but there's the flashes to follow as well. Cube
trying to get the stuns onto Kars here, but Yuyanja has arrived to save the day. Knockups here, Kars goes down. This is the fight that Vici needed. They're turning things around, but 369 Dominus in the middle of everybody. Kull the Meek isn't going to be used in time, and iBoy gets yet another one. That's three kills. Thời gian luyện tập có lẽ chưa đủ cho cả hai khi mà cả hai đội đã kéo trận đấu đến phút thứ 45 mà lượng tiền vẫn không hề chênh lệch. Dù có được linh hồn rồng gió trước đó, nhưng Top Esports vẫn thua trong pha tranh chấp con rồng ngàn tuổi. Đổi lại, VC Gaming cũng không đủ người để lao vào kết thúc ván đấu. Zika here as well as they're desperately trying to force this play. iBoy onto the dragon and force the 369 out as well. Triple bubble onto Yuyanja. 369 keeps himself alive with Asterix. Mike pushed away on this one. 3000 on the dragon. There's no jungler here for Vici. His cube gets onto the dragon. It's Zika that secures it. And iBoy on everyone in the fight here. Zika desperate to burn through them. And with the order, he gets the triple. Khi đồng hồ đếm thời gian đã là 53 phút trong game, một tình huống lao vào giao tranh sai lầm đã khiến cho AIS lên bảng đếm số đến 75 giây. Lúc đó, Top Esports mới thực sự thoải mái lấy đi con rồng ngàn tuổi và tiến vào kết thúc một trận đấu vô cùng dài hơi của cả hai đội. Dragon instead to make sure it stays aggroed here. Dominus used. 8 seconds on cube though. They're trying to buy time, but Top Esports are bursting down the dragon. They're trying to buy time, but I don't think they're gonna have any power. They're just gonna end the game. Miles Maelstrom across the team right now as the Haymaker comes through as well. They try to finish off the health bars. iBoy forced away by 369 as he's trying to turn this one around. Carson with a double kill. The Nexus falls. Dù gặp đôi chút khó khăn, nhưng chiến thắng 2-0 này vẫn tiếp tục chứng minh Top Esports là ứng cử viên cho chức vô địch của giải mùa hè năm nay. Thi đấu bạc nhược, Phượng Hoàng Lửa FunPlus Phoenix bị Jingdong Gaming dội gáo nước lạnh. Tiếp đó, một FunPlus Phoenix không hề có phong độ tốt gần đây, Jingdong Gaming đã chơi vô cùng sòng phẳng và không hề ngại va chạm. Jingdong Gaming đã sớm nắm được thế chủ động trong ván 1, họ phong tỏa quá tốt những chủ lực bên phía của FunPlus Phoenix và không có một lời giải nào cho Vset trong tay của Kanavi nhảy thẳng vào và ôm xạ thủ LWS ra ngoài. Kanavi facebreaker. There's a moonlight vigil and a kill for Kanavi onto LWX. Now doing B, desperate to escape, but a death sentence and a beautifully named ability for what it does right there. JDG find two. Dù FunPlus Phoenix ngăn chặn thành công lượt đẩy đầu tiên của Jingdong Gaming với bộ loại Baron, nhưng họ lại chịu khuất phục trước con tướng 200 năm trong tay của Loken. Một mình Khan với những lời chỉ trích nhắm vào anh ta gần đây là không đủ để ngăn cản Jingdong Gaming mạnh mẽ tiến vào và lấy về chiến thắng đầu tiên. The Aphelios. The only thing I'm looking at is how many kills can Loken get in this fight. There's the triple. Now on towards doing B as well. A crit would do the job, but Yagao steals it. That's just rude. It's not much of a grudge. It's more a pest control right now. 1-0 for JDG as they crush FPX in 30 minutes. Một ngày không may của FunPlus Phoenix, hoặc họ đang có vấn đề trong cách chơi, họ đã để cho Kanavi biến ván đấu thứ hai thành show diễn riêng của anh ta. Còn bài Gray cầm thiêu đốt cùng trừng phạt quá mạnh mẽ, một lượng sát thương quá lỗi đã được gây ra, anh ta sẵn sàng hủy diệt bất kể một thành viên nào của FunPlus Phoenix mà anh ta gặp được. Well, he might get caught out here. Khan has Cyclone available. Are they catching him out or is he catching them out? It turns out they're getting caught out by him. Yeah, that is not... Một mình anh ta trong vòng vây của FunPlus Phoenix nhưng vẫn có màn hạ gục và thoát đi an toàn. Graves. I thought Graves had run out of his cigar, but he's smoking FPX right now. Zoom goes gold to keep himself safe as the rest of the team was kept busy. Beautiful stun from Lumao. That's an extra kill going their way as well. Zoom. Sự vượt trội là quá lớn. Jingdong Gaming hiên ngang tiến vào và hạ bệ nhà vô địch thế giới với chiến thắng áp đảo là 2-0. TN apart. In comes Khan with the equalizer as well, but Zoom has way more ult damage than you do. This is going to be the end of FPX in this series. Double comes through for Loken, and that is going to be that. A clean 2-0 from JDG. Tình giải đấu số 70 xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.